Và tôi xin giới thiệu có mặt tại trường quay ngày hôm nay anh Nguyễn Đức Dũng ạ, tổng giám đốc Thiên An Comestic và nhà tạo mẫu tóc Tùng He. Chúng ta thì đang bắt đầu bước sang năm 2018 rồi. Vậy thì những người phụ nữ như Quỳnh hoặc là tất cả những vị khán giả mà đều là phụ nữ cũng vậy thôi, thì đều rất quan tâm đấy là xu hướng của năm 2018, màu tóc nào sẽ là màu tóc lên ngôi đấy ạ. Năm 2018 tới đây có rất nhiều những cái biến đổi về cái thời trang tóc. Màu thì có những màu như màu vẫn cam lạnh, vẫn cam lạnh lên ngôi, đan xen vào nhau, ví dụ là đấu màu vào hiệu ứng 3D trên cái mái tóc. Như vậy thì anh thấy một điều là cái những cái gam tông màu lạnh đúng không? Như là màu khói, màu rêu, những màu như là màu tông lâu lạnh thì là những cái màu mà sẽ là cái xuống chủ đạo năm 2018. Tuy nhiên anh thấy một điều nữa, hình như trong năm 2018 có vẻ như là sẽ những cái màu mà bao gồm ánh sắc thứ hai cũng sẽ lên ngôi. Ví dụ như là cả những cái tông màu mà chúng ta nhìn thấy thông thường nhưng mà sẽ có cái ánh sắc kèm thêm, và ánh sắc này có thể là ánh sắc lạnh. Thì đấy là một cái xu hướng sẽ rất là lên ngôi trong năm 2018. Vậy theo sự chia sẻ của hai anh thì em thấy là tức là bây giờ mỗi một màu thì chúng ta sẽ có những ánh màu khác nhau. Vâng, chính xác. Vậy thì một màu thì sẽ ánh được rất nhiều màu, hay là chỉ một ánh được một vài lên ánh sắc khác nhau thôi ạ? Cũng đấy cũng do người thợ nữa, do người thợ để đưa tới người khách hàng, ví dụ những cái sở thích người khách hàng nữa. Mình người thợ với cả người khách hàng sẽ kết hợp với nhau. Đối với cả màu sắc, chúng ta có thể có hai cách xử lý. Nhất là xử lý là chỉ cần có một ánh sắc thôi. Cách xử lý thứ hai là tùy theo cái kỹ thuật chúng ta nhuộm màu, chúng ta thêm được nhiều màu sắc. Ví dụ vừa rồi anh Tùng vừa nhắc về một kỹ thuật là kỹ thuật palette. Thì bản chất trong kỹ thuật palette là một kỹ thuật mà nó phối bởi nhiều màu khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể màu ở phía chân tóc thì là màu tối và có thể là một màu nâu đỏ chẳng hạn. Nhưng cái màu ở phần đuôi sẽ là màu sáng và sẽ là màu đỏ. Và xen giữa hai cái đấy là một cái sự chuyển màu từ sáng đến tối. Có thể trong một mái tóc mình có nhiều ánh sắc. Thì bản thân em thì em rất là thích Selena Gomez hoặc là nàng Bạch Tuyết Lily Collin. Hai ngôi sao đó đang để cái màu tóc đó là ở chân tóc thì là màu chân tóc tự nhiên. Còn bắt đầu xuống dưới đó là màu vàng sẫm và màu silver, tức là màu bạc ạ. Vậy thì theo anh thì đó có phải là những cái màu mà chủ đạo hoặc là những màu mà của xu hướng năm 2018 hay không? Đúng rồi. Theo anh nó vẫn nó là cái kiểu tóc gọi ombre, ở trên thì là màu tối sáng dần xuống, những cái màu đan xen nhau bên dưới, xong ví dụ có thể tạo lên cái sóng xoăn để hiệu ứng chuyển động khi ra cái màu nó sẽ ra ánh sáng hoặc là dạo phố nữa, nó sẽ rất là cái nhiều màu đan xen nhau rất là đẹp. Năm 2017 là một năm bùng nổ của tóc pop long, tức là những cái mái tóc dài đến ngang vai, ngắn nhưng mà ngắn đến ngang vai thôi ạ. Thì năm 2018 những kiểu tóc đó còn làm mưa làm gió không anh? Theo mình thấy thì thực ra thì cái xu hướng năm 2017 thực ra nó cũng khá phức tạp. Và nó có bắt đầu là chúng ta có nhiều kiểu tóc khác nhau. Thực ra Quỳnh vừa nhắc về kiểu long pop là một kiểu tóc khá phổ biến. Cũng là một kiểu tóc mà thông thường người ta sẽ cắt nó hơi ngang vai chút xíu. Và kiểu tóc này thì thứ nhất nó rất là dễ phối, tại vì nó có hai cái cách sử dụng. Một là chúng ta có thể buông tóc tự nhiên, nhưng chúng ta cũng có thể là buộc tóc lên, để cuốn tóc lên. Đây là kiểu tóc mà rất là thông dụng như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một những kiểu tóc khác cũng lên ngôi trong năm 2017 vừa rồi. Là những kiểu tóc mà cắt ngắn hơn, gọi là cắt kiểu bob vick, tức là những cắt kiểu đầu giống như kiểu Victoria Beckham. Hoặc là những kiểu đầu họ sẽ cắt theo kiểu dạng là Amatrix Bob, tức là một kiểu đầu mà phía trước người ta có thể là hơi ngắn và phía trong có thể hơi dài, nhưng nó có sự liên kết từ phía trước đằng sau. Hoặc cũng có kiểu tóc mà phía đằng trước sẽ dài hơn và phía đằng sau sẽ ngắn hơn, nhưng nó cũng có tạo sự liên kết theo hình khối để giúp cho khuôn mặt của người phụ nữ rất là quyến rũ. Năm nay thì lại có những cái kiểu tóc ngắn hẳn, những cái kiểu tóc tém, để các bạn có thể khoe cái màu sắc các bạn muốn làm. Vì thay đổi nhiều cái màu sắc, độ level sáng cao thì năm nay tóc ngắn sẽ lên ngôi. Vâng ạ, và em cảm thấy là thực ra là trong tất cả các năm, tất cả các xu hướng thì có một cái mái tóc mà chưa bao giờ lỗi mốt, đó là mái tóc xoăn dài. Mà luôn luôn được một phần các chị em rất là ưa chuộng. Và nhưng mà theo các năm thì các cái sóng xoăn thì lại thay đổi theo các năm. Và theo hai anh thì sóng xoăn nào sẽ là cái sóng xoăn được ưa chuộng nhất trong 2018? Theo mình thấy thì trong cái xu hướng xoăn năm nay là những cái xu hướng xoăn nhẹ. Thế khác với một số xu hướng xoăn của cách đây một vài năm thì họ xu hướng xoăn sẽ nó to hơn. Chúng ta vẫn thấy là có ba kiểu xoăn là xoăn chữ O, chữ Z và xoăn chữ C.
thì cách đây khoảng tầm 25 thì cái xoăn chữ O tức là tạo ra lọn tóc rất là to, bồng bềnh và cuộn vào trong phía trong thì được rất là được yêu thích. Tuy nhiên thì bắt đầu từ năm 2017 thì cái trào lưu đã giảm dần và người ta thích theo kiểu hình chữ C nhẹ hoặc hình chữ G nhẹ đó, thì nó giúp cho việc là nó vẫn giữ được nét Á Đông rất nhẹ nhàng, đồng thời là có cái sự khuyến rũ từ đường cong của mái tóc. Năm nay thì mình nghĩ là cái xoăn chữ C nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ làm cho cái tóc nó không bị già đi, mà làm cho cái mái tóc có độ lượn cong mềm mại riêng của cái mái tóc này thôi. Ngay cả mái tóc của Quỳnh ấy thì cũng có thể là Quỳnh đang dùng là xoăn chữ G, nhưng Quỳnh cũng có thể sử dụng một cái xoăn chữ hình chữ C, là chữ C là sẽ làm phồng hơn hai mai, thì sẽ làm khuôn mặt của mình có thể nó sẽ hơi tròn hơn và nó sẽ định hình nó vẫn che được một số cái khiếm khuyết. Thực ra là cái thông điệp mà đằng sau màu tóc, chúng ta còn có cả thông điệp về đằng sau hình khối của một mái tóc. Ví dụ một cô gái tóc ngắn và một cô gái tóc dài truyền thống, vậy thì cái thông điệp của những mái tóc đó sẽ như thế nào? Những cái mái tóc ngắn thì dành cho những người, chắc chắn là những bạn cá tính sẽ để mái tóc ngắn. Còn bao giờ tóc dài thướt tha thì dành cho cô nàng điệu đà, nhẹ nhàng. Vậy thì tức là những cô gái mang tóc dài như em thì không thể nào cá tính được không? Cá tính đấy còn tùy vào màu sắc nữa. Đây mình đang nói về cái kiểu cắt. Thực ra thì theo như ý kiến của Tùng rất là chính xác, và anh thì bổ sung thêm là thực ra mái tóc ngắn là mái tóc dễ dàng thể hiện cá tính nhất. Và chúng ta vẫn có nhiều cách khác nhau để thể hiện cá tính. Ví dụ ở mái tóc của Quỳnh chẳng hạn thì có thể xử lý bằng màu sắc. Khi mà Quỳnh chọn những cái gam màu rực rỡ, những ánh sắc mà nó không có trong tự nhiên. Ví dụ mình nhìn những màu sắc tự nhiên là những màu rất là nhẹ nhàng đúng không? Thì mình chọn những tông màu, những tông màu đỏ, tông màu tím, tông màu khói lạnh, thì đó là những tông màu không có tự nhiên, thì bao giờ tạo cho mình cảm giác là cá tính. Ngoài ra thì Quỳnh có thể kết hợp phối hợp việc là mình sẽ tạo những kiểu tóc. Khi mình tạo những kiểu tóc độc đáo, mới lạ hoặc là nó không như thường ngày, những cái tóc xã hội chẳng hạn, thì mình cũng nổi bật lên là cá tính hơn. Nhưng rõ ràng là tóc ngắn là tóc dễ dàng tạo cá tính nhất. Anh nghĩ Quỳnh cũng có thể thử. Vâng ạ, chắc chắn là đến một ngày không xa thì em chắc chắn là cũng sẽ thử thôi, bởi vì em cũng là một người mà không thích sự nhàm chán. Bất kể ai cũng vậy thôi. Và thông qua tất cả cái câu chuyện của chúng ta nói thì có thể thấy được là không những trang phục này, rồi phụ kiện, ngay cả mái tóc cũng có những thông điệp riêng giúp bạn truyền tải được bạn là ai, bạn đến từ đâu và bạn như thế nào. Bây giờ chị đã đến phần thử thách dành cho nhà tạo mẫu rồi đấy ạ. Ngày hôm nay chương trình sẽ có một nhân vật. Và thôi thì trước tiên cứ mời hai anh xem một vài hình ảnh của nhân vật trước đã. Ta chính là bạn Hương Trang, và bây giờ thì hai anh có thể cho Quỳnh được biết cảm quan đầu tiên của hai anh khi nhìn thấy nhân vật. Cái cảm nhận đầu tiên của anh về bạn nhân vật này thì đầu tiên mình nhìn thấy rõ ràng trẻ trung. Bạn này thì có một khuôn mặt rất là xinh xắn dễ thương, đấy là một điểm rất là lợi thế khi mà làm các mẫu tóc. Tuy nhiên thì mình có cái cảm giác với cái bộ trang phục này của bạn này làm cho bạn ấy hơi bị già chút xíu, nó hơi bị không phải đúng với tuổi của bạn đấy. Ngoài ra thì với cái màu tóc thì nó hơi bị trầm, thì cũng làm cho bạn này thiếu sự trẻ trung, và đồng thời nó hơi thiếu hơi, một chút hơi về đơn điệu. Hơi đơn điệu mà nó hơi đơn điệu và nó hơi đơn giản. Mái tóc này của bạn Trang là thiếu sự chăm sóc, thiếu như cái ngọn tóc là rất là sơ và khô, với cả những cái kiểu cách của bạn thì hơi đơn giản. Em sẽ đưa ra một chút thông tin đó. Hương Trang của chúng ta thì là một chuyên viên make up, và đương nhiên là những bạn mà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như vậy thì các bạn ấy đều rất là yêu thời trang và thích thời trang, và bạn ấy muốn tham gia trải nghiệm chương trình thì muốn thay đổi mái tóc của mình làm sao cho thời trang, thì đúng với chủ đề của ngày hôm nay đó là xu hướng 2018, thì đây đúng là một sự thử thách đối với anh Tùng He đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo chân Hương Trang để xem rằng anh Tùng He sẽ đưa ra mái tóc hợp mốt 2018 cho Hương Trang hay không. Xin mời quý vị.
Còn sở thích của em thì chắc chắn là làm đẹp, trang điểm. À, có thể là, và em còn có một sở thích nữa là em rất thích là thay đổi các cái kiểu tóc khác nhau ấy, để cho mình cảm giác là đỡ nhàm chán hơn. Chào em. Công việc của em thì hiện tại em đang là chuyên viên trang điểm. Những cái style thường ngày của em ấy, thì đồ nó cũng hơi nổi loạn một chút xíu. Thì anh có thể tư vấn cho em xem là cái kiểu tóc và cái màu tóc nào thì phù hợp với em. Khuôn mặt của em nó rất là cá tính. Thứ hai là nó có cái độ dày của khuôn mặt. Thì anh vẫn sẽ để cho em cái kiểu tóc nó vẫn nặng, sẽ ngắn lên một chút, có độ gọi là hơi chúi về phía trước một chút. Và phối hợp cái màu sắc năm nay những cái màu xám khói, hoặc là những màu blue xen lẫn nhau, hoặc là những màu tím nó đan xen nhau để tạo hiệu ứng màu sắc, làm cho mình nổi bật hơn. Những cái màu như này thì đòi hỏi mình phải có sự chăm sóc nó thường xuyên hơn một chút để cho cái tóc mình nó được, để nó tạo độ dày cho cái tóc, cho cái sợi tóc độ màu nó bóng hơn, nó bị phai nhanh. Những cái màu này, màu thời trang nó phai tương đối là nhanh, nên mình chịu khó mình dùng những sản phẩm, ví dụ như sản phẩm phục hồi hoặc là những sản phẩm dưỡng tóc hàng ngày, mình chăm sóc hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, giữa rất nhiều những màu tóc của xu hướng 2018 thì chúng ta sẽ cùng xem rằng anh Tùng Nghe lựa chọn màu tóc nào cho Hương Trang. Xin mời Hương Trang. Xin chào Hương Trang. Bây giờ thì cho Quỳnh nói cảm nghĩ của Quỳnh trước nhá. Đó là mình nhìn thấy Hương Trang, hình ảnh cũ của Hương Trang đó là một cô gái hơi truyền thống, trông có cái gì đó nhu mì. Và bây giờ thì bạn hoàn toàn khác. Bạn cá tính này, có gì đó hơi nổi loạn và trông rất là hiện đại. Vậy thì không biết là bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Khi mà được anh Tùng Hè thay đổi cho em của mình thì bây giờ em cảm thấy rất là hài lòng về cái mái tóc này cũng như là màu tóc. Bây giờ thì em cảm thấy mình rất là năng động, tự tin và cá tính hơn. Nhưng mà trang phục bạn đang mặc ấy thì là cũng là anh Tùng tư vấn cho bạn, hay là sau khi mà nhuộm một mái tóc mới, có một bộ tóc mới, bạn phải đi sắm sửa lại rất rất nhiều đúng không? Dạ vâng ạ. Anh Dũng ạ, anh cảm thấy mái tóc của Hương Trang như thế nào ạ?
Thực sự đúng là một sự rất là ngạc nhiên, một sự chuyển đổi đang từ một cô gái rất là truyền thống và sang một cô gái rất hiện đại, rất là cá tính, rất là năng động. Thực sự thì nếu mà mình biết về nghề nghiệp của bạn thì mình nghĩ đây là một hình ảnh rất là phù hợp với bạn. Tại vì bạn sẽ phải, tại vì khi mình làm về thời trang, mình làm về nghệ thuật thì bao giờ mình phải là người đi tiên phong. Thì khi mình làm tiên phong thì những người khác khi bạn làm dịch vụ cho họ, họ sẽ cảm thấy yên tâm. Nên cá nhân của mình hoàn toàn ủng hộ và rất thích cái phong cách này của bạn. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em chúc mừng anh Tùng bởi vì anh đã thay đổi cho Hương Trang một cái mái tóc mà em cảm thấy là rất là hợp với cô ấy. Lúc nhìn bạn Hương Trang là mình đã hỏi về nghề nghiệp của bạn ấy. Mình đã đưa ra cái kiểu tóc đúng theo cái sở trường, cái công việc của bạn. Xin cảm ơn Hương Trang đã tham gia trải nghiệm chương trình. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Tùng He. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua nhân vật Hương Trang ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được ngôn ngữ của mái tóc có thể khiến cho người đối diện thay đổi cảm nhận về chính bạn. Và chính vì vậy mà tại sao chúng ta không quan tâm tới mái tóc của chúng ta nhiều hơn nữa. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm thật nhiều những thông tin về hot trend trong dành cho mái tóc 2018. Và vào những phút cuối của chương trình thì chúng ta không thể bỏ lỡ, đó là Let's Go, nào cùng dịch chuyển.